Giữa cuộc sống ồn ào và náo nhiệt, một tách trà hoa nhài khô sẽ giúp bạn xóa tan mệt mỏi, ưu phiền. Để có thể thưởng thức trà ngon đúng điệu, bạn phải học cách pha và uống trà. Việc này tuy nhỏ nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng trà, bạn cần biết cách pha và thưởng thức trà hoa nhài khô. Tại sao trà hoa nhài sấy khô lại hấp dẫn khó cưỡng? Bên cạnh vẻ đẹp tinh khiết, hoa nhài còn có mùi thơm rất đặc biệt. Ngay cả khi đã sấy khô, mùi hương này vẫn được lưu giữ trọn vẹn nếu được bảo quản tốt, để trong lọ kín, nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp từ mặt trời. Quan trọng hơn, bạn phải thu hái hoa đúng thời điểm. Nên hái khi nụ hoa vừa chuyển từ xanh đến trắng, đừng đợi đến khi hoa đã nở hết cỡ, bởi khi ấy hương hoa không còn trọn vẹn. Bên cạnh đó, bạn cũng nên thu hoạch vào sáng sớm, khi nụ còn ngậm sương đêm, hoặc vào chiều tối. Lúc này hoa nhài tươi tắn, giàu dinh dưỡng và nụ đang trong trạng thái khép. Trà hoa nhài khô luôn hấp dẫn người thưởng thức bởi hương thơm mê hoặc. Mùi hương này có thể giải tỏa stress, mệt mỏi, tăng cường ham muốn. Bên cạnh đó, trà nhài cũng mang lại nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe như giảm cân, thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động, tăng sức đề kháng cho cơ thể, vừa ngon lại giàu giá trị y học. Hiển nhiên, càng ngày càng có nhiều người ưa chuộng sử dụng trà hoa nhài. Cách pha trà hoa nhài phơi khô ngon đúng chuẩn. Để tạo nên những bông nhài khô đúng chuẩn, sau khi rửa sạch, để ráo, người pha sẽ sấy nhài ở nhiệt độ 70 độ C trong vòng 1-2 giờ, đến khi nhài khô được khoảng 90%, người ta sẽ lấy nhài ra để khô tự nhiên. Mỗi lần pha trà xanh, người ta sẽ bỏ thêm 5 bông hoa nhài khô vào, khoảng 5 gram, tiếp đến cần đổ một ít nước xối vào để 30 giây và đổ đi. Đây là bước tráng trà với hai công dụng chính: loại bỏ bụi bẩn còn sót lại, đánh thức hương vị của trà. Bước thứ hai, cần sử dụng đế đun đèn cầy để uống trà hoa. Đây là cách thưởng trà đúng chuẩn nhất. Bạn cho ấm trà đã tráng lên chân đế đun đã thắp nến. Với một ấm nhỏ, chỉ cần rót 250 ml nước ấm vào và đợi từ 5 đến 7 phút là được. Nếu bạn thấy cách trên khá cầu kỳ thì có thể đổ thẳng nước sôi 90 đến 100 độ vào bình trà. Đợi từ 5 đến 7 phút, khi đã hết thời gian đợi, bạn chiết nước trà ra bình. Từ bình này, bạn rót trà ra tách uống. Nếu bình thủy tinh có sẵn đồ lọc thì bạn chỉ cần chiết trực tiếp. Nếu không, bạn nên sử dụng bộ lọc trà để không uống phải cặn. Sau khi dùng hết ấm trà, bạn lại tiếp tục cho nước sôi vào pha tiếp. Mỗi ấm trà như vậy, bạn có thể pha từ 2 đến 3 lần nước, đủ cho bạn uống cả ngày. Khi pha trà, bạn cần lưu ý một số quy tắc sau: không ngâm trà quá lâu, hương vị trà sẽ không ngon, nên dùng nước đúng nhiệt độ. Dùng nước nguội quá, vị ngon của trà sẽ không ra hết. Không nên bỏ qua bước tráng trà trước khi pha thực sự. Không để trà qua đêm vì vị trà sẽ bị thay đổi, đồng thời không tốt cho sức khỏe. Chỉ nên pha trà từ 2 đến 3 lần nước. Pha quá nhiều lần trà nhạt vị không ngon, cho vừa đủ lượng nước cần dùng. Nếu pha trà đặc quá, trà sẽ không ngon. Nếu pha nhiều nước, trà bị loãng. Cách thưởng thức trà hoa nhài khô. Để thưởng thức vị trà trọn vẹn nhất, bạn cần uống trà ngay khi vừa pha xong, càng để lâu trà càng đánh mất đi vị ngon vốn có. Bạn nên chia tách trà ra làm 3 ngụm. Ngụm 1, nên hít hà hương thơm của hoa nhài trắng, thưởng thức trọn vẹn phần hương trà trước tiên. Sau đó, nhấp một ngụm nhỏ để hương thơm lan tỏa khắp vòm họng. Ngụm 2, nên uống ngụm lớn, gần hết chén trà. Lúc này bạn sẽ cảm nhận một cách rõ nét hương vị, mùi thơm của trà hoa nhài khô. Ngụm 3, uống nốt phần trà còn lại. Ngụm này có tác dụng giúp bạn đánh giá lại hương vị của chén trà. Nếu uống vội vàng, uống thành ngụm lớn, bạn sẽ không thể tận hưởng được hết vị ngon của trà hoa nhài khô. Muốn thưởng thức cả hương lẫn vị trà thì người uống phải từ từ, dùng từng chút một. Càng uống bạn sẽ càng say mê thức uống truyền thống đáng quý này, nên uống trà từ từ. Pha và thưởng trà là cả một nghệ thuật. Muốn tạo nên một tách trà ngon, bạn phải biết pha đúng cách. Muốn tận hưởng trọn vẹn hương vị của chén trà, bạn phải thưởng thức đúng chuẩn. Vì vậy, đừng bao giờ bỏ quên hai bước quan trọng này nếu bạn muốn kết bạn cùng trà, được ví như tinh hoa của trời đất. Trà hoa nhài khô là thức uống đáng được trân trọng. Mỗi ngày, chỉ cần thưởng thức một ấm trà nhỏ, bạn sẽ thấy tâm hồn mình minh mẫn, sảng khoái, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Một số căn bệnh không tốt cho sức khỏe như béo phì, rối loạn tiêu hóa cũng sẽ được đẩy lui. Vì thế bạn hãy tập cho mình thói quen thưởng trà nhài ngay từ hôm nay.